Mọi thứ đều từ chúng ta mà ra. Không có gì là ngẫu nhiên trên đời này. Tất cả đều đến từ bên trong. Ngay cả quý vị hiểu lầm hay làm sai, đều là từ bên trong quý vị, không phải ngẫu nhiên. Không có gì là tôi không hiểu. Tôi hiểu lầm, tôi xin lỗi. Không, không, không. Tất cả đều do quý vị tạo ra. Tất cả đều từ bên trong. Cho nên quý vị làm gì, người ta biết bên trong quý vị ra sao. Vì vậy hãy cẩn thận, chỉ làm những gì biểu hiện khía cạnh khẳng định của mình, bởi vì người ta có thể thấy. Quý vị có thể gạt một số người khờ khạo, nói rằng chỉ là hiểu lầm, lầm lỗi, hoặc vô ý. Nhưng quý vị không thể gạt người hiểu biết, bởi vì họ có thể thấy phẩm chất việc làm của quý vị, biểu hiện tính nết và phẩm chất bên trong của quý vị. Không thể che giấu được. Có lẽ trong tiền kiếp quý vị chưa làm điều gì tốt, cho nên kiếp này quý vị hứa trở lại đền bù. Nhưng rồi quý vị cũng lại làm như vậy hết lần này đến lần khác. Vì vậy mà người ta cứ luân hồi mãi để tiếp tục đền bù những gì họ đã làm sai trong nhiều kiếp trước. Trước khi xuống đây họ nói, lần này tôi sẽ làm xong. Và rồi họ không làm, quên, lười biếng. Đôi khi họ muốn làm nhưng đầu óc không cho. Bởi vậy tất cả đều đến từ bên trong. Tất cả đều đến từ bên trong. Nếu bên trong tốt, bên ngoài sẽ tốt. Khi chúng ta làm việc gì, việc đó sẽ tốt đẹp và hoàn hảo. Nếu bên trong không tốt, không có gì quý vị làm sẽ tốt cả. Cho nên kiếp này, nếu có người bảo quý vị làm điều gì đó mà quý vị không thích làm, vậy có nghĩa là quý vị nên làm điều đó và cố gắng tối đa để làm cho tốt. Như thể đó là việc cuối cùng quý vị sẽ làm trước khi lìa trần. Như thể quý vị sẽ không bao giờ có cơ hội để phục vụ nữa. Đó là thái độ làm việc. Làm mọi việc như thể đó là việc cuối cùng quý vị làm. Là việc duy nhất quý vị làm. Và quý vị không còn cơ hội nào khác để làm việc này hay bất cứ việc nào khác. Chỉ vậy thôi. Tập trung vào một việc đó. Rồi quý vị sẽ làm hoàn hảo. Làm việc với một thái độ yêu thương. Thật sự quý vị phải có tình thương. Nếu không, không có gì đi đến kết quả tốt đẹp. Việc gì cũng bị hư. Thật sự là vậy. Thật sự như vậy. Không có sự lười biếng. Không có vô ý. Không có khờ dại. Không có hiểu lầm. Không có sự trùng hợp hay ngẫu nhiên. Chỉ có quý vị. Tất cả đều do quý vị mà ra. Quý vị là người làm nên hay phá hư công việc đó. Tôi chỉ thấy như vậy. Tôi nói với quý vị sự thật. Sự thật không che đậy. Không có gì ngoài quý vị. Thật sự là vậy. Nếu chúng ta phải làm lỗi. Khi chúng ta phải làm lỗi, thì nên làm lỗi về phía từ bi thì tốt hơn. Nếu mình làm lỗi, thì nên làm lỗi về phía từ bi hỷ xả. Luôn luôn. Luôn luôn nhé. Giả sử quý vị không biết, bây giờ mình không biết, mình đang có quyết định này mà không biết đúng hay sai. Mình không xác định được là quyết định này đúng hay là sai. Nếu nghĩ rằng nó là sai, thì ít nhất mình cũng sai về phía tình thương. Hiểu tôi nói không? Dễ lắm. Đó là tiêu chuẩn cho mình quyết định điều gì. Nếu mình sai thì mình cũng sai về phía tình thương, từ bi hỷ xả. Chỉ là một ý niệm. Vấn. Đôi lúc con đang rất vui vẻ thì có vài ý niệm rất xấu xuất hiện trong đầu. Con không biết những ý nghĩ này từ đâu đến. Chúng thình lình xuất hiện và có thể là về bất cứ ai. Con không nghĩ xấu, chỉ là nó tự đến trong đầu. Con cố gắng loại bỏ, làm đủ mọi thứ để ngưng những ý niệm đó xuất hiện. Sư phụ, không sao, đừng lo lắng. Đó chỉ là một ý niệm. Nếu quý vị không cố ý suy nghĩ về điều đó thì không sao. Đôi khi chúng ta bắt được từ trong không khí. Đôi khi đó là từ những ấn tượng hồi xưa, từ kiếp trước. Đôi khi là từ khuynh hướng phủ định bên trong của mình. Bởi vì chúng ta có cả hai, lực lượng phủ định lẫn khẳng định bên trong. Vì vậy mà chúng ta có thể làm điều xấu hoặc điều tốt. Đó là lý do chúng ta phải tu hành. Hầu có thể chế ngự khuynh hướng tà ác này bên trong chính mình.
Cho nên nếu nó thỉnh thoảng nảy sinh thì cũng bình thường thôi, không sao đâu. Hãy tha thứ cho mình. Bởi vì quý vị biết đó không phải thật, và quý vị biết mình không thích, đó có nghĩa là nó không phải quý vị. Đừng lo lắng về việc đó. Chính Thượng Đế chăm sóc chúng ta. Vấn: rất nhiều chuyện tốt đẹp đang xảy ra cho con, và con lo là con có sẽ phải đền trả những điều đó không? Con làm những điều tốt nhất trong khả năng mình, nhưng người ta cho con tiền. Tình trạng tài chánh của con rất eo hẹp. Người ta cho con tiền, họ cho con đồ vật, đủ thứ cả. Sư phụ: giúp không điều kiện, họ giúp quý vị phải không? Dạ phải. Như vậy không sao, cứ lấy xem như từ sư phụ. Đừng cố lợi dụng người ta, như vậy không sao. Khi quý vị cần thì không sao, xem như lấy từ Thượng Đế. Nhưng không phải chỉ tiền, còn những điều khác, cơ hội. Vấn: con có chút lo ngại là mình phải đền đáp. Sư phụ: nếu quý vị có tiền, hãy đền đáp họ. Nếu không, cứ xem như lấy từ Thượng Đế. Chúng ta không tham những gì không thuộc về mình. Chúng ta không cố tìm cách cải biến tài sản của người khác thành của mình. Điều đó khác. Nhưng khi gặp khó khăn, quý vị không thể cứ ở ngoài đường và chịu đói. Chỉ vì sư phụ nói, đừng nhận tiền của người khác. Tôi không dạy quý vị cực đoan và quá khích. Tôi dạy quý vị đừng nhận từ người khác. Hãy giữ mình trong sạch và thuần khiết. Quý vị kiếm đủ tiền dùng và tiêu xài những gì mình có. Đó là một phẩm chất rất tốt. Nhưng đó không có nghĩa là quý vị phải hy sinh mạng sống vì điều đó. Mạng sống quý vị đáng giá hơn phẩm chất sạch sẽ, chẳng hạn. Có nhiều điều chúng ta phải phán đoán với trí huệ và tùy hoàn cảnh. Thí dụ Chúa Giêsu nói, người ta ăn cắp bánh mì vì đói thì không có tội. Đừng luôn luôn lên án người ăn cắp khi vợ con họ sắp chết và họ đánh cắp chỉ vài ổ bánh mì. Không phải vậy, hiểu không? Chúng ta không quá cứng nhắc, phải dùng trí huệ mà suy xét. Chúng ta không thể quá khích, đó không phải là điều tôi muốn dạy quý vị. Thí dụ tôi nói với nhiều người, đừng có vợ bé, chẳng hạn. Nhưng trước khi thọ tâm ấn, họ đã có hai vợ rồi, dĩ nhiên họ phải ở luôn như vậy. Tôi không muốn làm đau lòng người. Nếu tôi nói người chồng, giới luật của tôi thế này, chỉ một vợ thôi. Giờ anh bỏ một, chọn người thứ nhất hay người thứ hai? Không phải vậy. Trong trường hợp đó tôi nói, không, không sao, cứ giữ như vậy. Tại sao làm đau lòng người ta không cần thiết khi hoàn cảnh đã như vậy? Thượng Đế biết khi quý vị gặp khó khăn, nếu Ngài gửi điều gì đến quý vị qua ai đó, thì cũng đều từ Thượng Đế. Như truyện của Yogananda, quý vị có đọc không? Yogananda có thể nghiệm Đức Mẹ Sati đến và nói với ông, chính ta yêu thương con qua bao người mẹ đời đời kiếp kiếp. Cho nên bất cứ ai chăm sóc quý vị, đó là Thượng Đế chăm sóc quý vị. Trong ý nghĩa đó, quý vị không nên cảm thấy tội lỗi. Điều tôi dạy quý vị là cố gắng giữ mình với thái độ trong sạch, thuần khiết, đừng làm một cách cố ý. Cho mọi người cơ hội. Sư phụ gặp gỡ các liên lạc viên. Đây là trung tâm tu hành, đúng ra mình phải tiếp mọi người đồng đều, nhưng lại có kẻ hở. Nếu thủ tục hành chánh nhiều quá, thì lại thấy cứng ngắc. Đi thờ phụng Thượng Đế mà còn phải có phép của Ngài, dĩ nhiên là kỳ lắm. Nhưng ngược lại, nếu cứ ra vào tự do như vậy, thì họ... Nếu họ có thành tích xấu, nhưng đã tiến bộ rồi, thì không sao. Mình cho họ một cơ hội và quan sát họ. Còn ngược lại, dù họ đến đây mà vẫn không tiến bộ, thì mình nên hợp tác với trung tâm Florida, với người liên lạc viên nào hoặc trung tâm ở đây, cho họ biết người đó quả thật chưa tiến bộ. Sau khi người đó trở lại, quý vị nói với họ, lần tới xin báo cho tôi biết, chẳng hạn vậy. Nhưng nhiều khi cũng khó cho họ. Tôi đoán là vì họ làm việc mỗi ngày rồi quên.
Khi thời gian tới, ai cũng nói, ồ, phải rồi, mình đi cộng tu. Rồi điện thoại của quý vị bận, hoặc máy điện thư không mở lên, chẳng hạn vậy. Thật ra mình không phải ở đây để kiểm soát người khác. Mình mừng khi thấy họ đến cộng tu. Tuy nhiên những người có thành tích xấu, nếu họ không tiến bộ, thì nên để họ riêng ra. Chứ không phải vì những người này mà thêm nhiều thủ tục hành chánh cho người khác. Như vậy cũng không công bằng, tôi nghĩ vậy. Có được không? Dạ, không sao hết. Mình là đoàn thể tu hành, mình không muốn nhiều thủ tục hành chánh. Lý do duy nhất về thẻ tâm ấn là để biết ai đã thọ pháp, ai chưa thọ pháp, để mình ngồi thiền với nhau. Chứ không thì ai cũng đi ngang qua phòng thiền được, rồi nhìn quý vị đang ngồi đó làm gì, và rủ rê, đi ra ngoài uống cà phê với tôi, thí dụ vậy. Điều thứ hai, lý do mình muốn biết ai đến là để chuẩn bị thức ăn hoặc gì đó, tùy trường hợp. Chứ không phải là mình nên làm quá đáng. Không bắt buộc phải như vậy. Một, hai người thì không sao. Lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ vì có người quên. Hoặc là họ không chắc chắn cho đến giờ chót mới quyết định đi, rồi tham gia đi cùng. Họ quá mừng nên quên gọi cho quý vị. Không phải là họ không tôn trọng. Tuy nhiên quý vị nên nói rằng tốt hơn là họ nên báo cho quý vị biết. Cũng tốt nếu biết được có bao nhiêu người tinh tấn và đến cộng tu ở trung tâm quý vị. Nhưng nếu họ lỡ quên thì cũng không sao. Không phải là vấn đề nghiêm trọng, tôi nghĩ vậy. Thủ tục hành chánh là để phục vụ cho mục đích của mình, chứ không phải để cho mình lo lắng. Mình đâu có làm chính trị, mình không có màng. Mình chỉ là người ăn rau cỏ, vô hại, đi đây đi đó, chẳng hại gì ai. Họ đến đây cộng tu, tiến bộ thì đó là dấu hiệu tốt. Như vậy tốt. Có thể họ có duyên lành với trung tâm này, nhờ vậy mà họ tiến bộ, thì điều đó rất tốt. Mình cho mọi người nhiều cơ hội, bởi vì Thượng Đế cũng cho mình cơ hội giống vậy. Nếu Thượng Đế quá nghiêm khắc, thì chúng ta đều xuống địa ngục lâu rồi. Không bao giờ có cơ hội, hoặc là không được cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng đó cũng là điều đáng quan tâm, nên tìm cách giải quyết với nhau. Nếu có ai quá tệ, gây rắc rối, quý vị phải cho trung tâm Florida biết, nhưng đừng bao giờ có ý xấu. Bởi vì nên nhớ rằng, thế giới xoay tròn. Bất cứ điều gì mình cho ra, nó sẽ quay trở lại với mình khi thời gian đến. Hiểu chưa? Tôi rất mừng là quý vị chăm sóc nhau và gánh vác trách nhiệm. Nhiều việc quá ha, nhưng như vậy tốt, tốt cho quý vị. Cống hiến vô điều kiện. Dấn. Con thường gặp những người ăn mày ngoài đường xin tiền, và con không biết họ sẽ dùng tiền để mua thức ăn hay để mua rượu hoặc ma túy. Trong trường hợp này, thế nào là cách xử sự cao quý về tâm linh? Sư phụ, cứ cho họ đi, biết đâu họ có thể là thành thật. Tại sao phải nghi ngờ một người không có gì cả? Họ không thể mất gì hơn những thứ họ đã mất, và nếu họ muốn mất luôn cả phẩm cách của mình, thì đó là vấn đề của họ. Đừng lo. Chỉ lo là mình có lòng từ bi hay không. Hãy cho họ với tình thương, cho một người đang cần, và chỉ vậy thôi. Bất cứ họ làm gì hoặc họ muốn lừa gạt quý vị, thì đó là vấn đề của họ. Có lần tôi thấy một bức hình rất hay trong báo. Có hai người đàn ông ngồi với nhau, cả hai đều mất đi rất nhiều răng cửa, nhưng họ vẫn cười bằng cái nướu trơ trọi. Họ ngồi cạnh nhau và cười rất vô tư. Người bên trái có một bảng hiệu phía trước ghi hàng chữ "Tại sao phải nói dối? Tôi cần một xị." Và rồi, nửa xị cũng được, ông ta để bảng này ngay trước mặt. Và người kế bên cũng không răng, cười rất vui vẻ với bảng hiệu trước mặt ghi hàng chữ "Tôi cũng vậy." Và người ta cũng cho họ tiền. Chúng ta nên làm mọi việc trong tình thương vô điều kiện. Có người có thể lừa gạt chúng ta, nhưng biết đâu có thể họ không phải là người như vậy, nên hãy cho họ. Họ nhìn đã quá bị chà đạp, không còn phẩm giá rồi, không cần phải đả thương họ thêm bằng ý tưởng, cho rằng họ là người xấu. Thử tưởng tượng đó là mình. Dấn, làm sao để phát triển tình thương của mình đối với muôn loài
để không tổn thương tha nhân về mặt vật chất, cảm xúc, tinh thần và tâm linh. Điều này liên quan thế nào đến sự tu hành? Sư phụ, lý do chúng ta phải thương người khác và đặt lợi ích của họ trước bản thân mình là gì? Đó là cách cư xử cao thượng. Đây là cách chúng ta phải cư xử. Đây là thái độ duy nhất mà chúng ta phải có. Nếu quý vị muốn gia tăng lòng từ bi và quan tâm, thì cứ tưởng tượng mình là họ. Cố gắng đặt mình trong địa vị của họ. Hình dung đó là quý vị, thì quý vị sẽ biết người khác cần gì và giúp đỡ tùy theo đó. Rất giản dị. Hãy cố tưởng tượng mình là người đó. Vẻ đẹp bên trong. Giáo lý của tôi hấp dẫn quý vị, cho nên nếu giáo lý của tôi hấp dẫn quý vị, thì có nghĩa là ít nhất quý vị đã ở trình độ đó, đẳng cấp tốt. Ý là vậy. Dù sao tôi rất cảm động bởi vì sự thành tâm và tinh tấn của quý vị. Quý vị tự trưởng thành một mình. Có vài điều tôi muốn nhắc nhở quý vị. Bất cứ quý vị đi đến đâu, tôi muốn quý vị đại diện tôi. Nghĩa là quý vị sẽ không làm những gì tôi không làm và đối xử với mọi người như quý vị muốn được đối xử. Ý tôi là quý vị không sát sinh, điều đó tôi biết. Quý vị rất tốt, quý vị ăn chay, điều đó tôi biết. Quý vị trì ngũ giới, tôi biết điều đó và như thế rất tốt. Quý vị tọa thiền và điều đó rất tốt. Nhưng có một số thượng thức mà quý vị phải quan tâm. Hãy là một người có tư cách tốt ngay cả trong việc tu hành, bởi vì chúng ta nên là như vậy. Không phải vì sư phụ nói vậy. Quý vị là đại biểu của tôi. Hãy làm điều quý vị nghĩ sư phụ sẽ làm trong một cách đúng đắn, dù ở đây hay bất cứ nơi nào. Bất cứ việc gì xấu quý vị làm, quý vị không thể đạt được bất cứ gì tốt từ đó, phải không? Quý vị không đạt được gì bằng cách ích kỷ. Chúng ta chỉ được ân điển khi chúng ta vị tha, cao thượng và quan tâm tới người khác trước mình. Đối xử mọi người như nhau, luôn luôn lịch sự, ân cần, thương yêu, kính trọng. Quý vị muốn là người có tư cách tốt, cao quý, tao nhã, xinh đẹp. Vẻ đẹp không phải luôn đến từ gương mặt hay thân hình. Vẻ đẹp là từ bên trong. Có hai loại sắc đẹp. Sắc đẹp bên trong luôn trường cửu và luôn được mọi người mến chuộng. Cho nên quý vị thấy, tất cả minh sư, nhất là ở Ấn Độ hoặc Đài Loan Formosa, hoặc Trung Quốc thời xưa, họ để râu mọc đầy, không cạo, không tắm, tóc dài như kiểu hippie và râu dài đến chân. Họ mặc không nhiều quần áo hoặc không mặc gì cả, hoặc quần áo rất lượm thuộm hay gì đó. Trông họ không giống người mẫu sống ở Monaco hoặc Đại Thái vậy. Không, nhưng người ta dẫn đến ngồi đầy dưới chân họ và yêu quý họ, ngưỡng mộ và thậm chí chết vì họ nếu cần. Trong thời của tiên tri Mohammed, người dân có chiến tranh với bất cứ ai trong chính quyền hoặc tôn giáo được thành lập thời đó, bởi vì có người sẵn sàng chết cho vị tiên tri. Và họ làm vậy để tự vệ, không phải vì họ muốn chiến tranh. Vị tiên tri lại càng không bao giờ bỏ họ giao chiến với ai. Nhưng đôi khi họ muốn binh vực cho con cái hay anh chị em, gia đình họ, khi những người khác, như những người cuồng tín, nhân vật thẩm quyền đến hà hiếp hoặc tìm cách giết họ, thì họ cố gắng tối đa để tự vệ. Và trong khi tự vệ, có thể đôi bên bị thương hoặc một bên bị thương, hoặc họ sẽ chết. Không phải vì tiên tri kỳ vọng họ chết cho ngài, không phải ngài ra lệnh người nào ra ngoài tham chiến, chỉ là sự việc xảy ra một cách tự nhiên. Cho nên ý tôi là chúng ta phải đẹp từ trong ra ngoài. Tôi muốn quý vị đẹp ở mọi lúc và mọi nơi. Vậy mọi nơi quý vị đến, người ta sẽ kính trọng quý vị, và rồi những lời quý vị nói sẽ có hiệu quả, người ta sẽ nghe. Nếu quý vị hành động như mọi người khác, cho dù quý vị giảng giáo lý rất hay đi nữa, tôi không nghĩ người ta muốn nghe, đúng không? Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.